Ca mắc Covid-19 mới nhất ở Hà Nội là người về từ thành phố Hồ Chí Minh. Việt Nam khi nhận thêm 250 ca nhiễm trong 24 giờ. Hà Nội, phong tỏa tạm thời tòa Park 7 Tham City liên quan đến ca Covid-19. Vắc xin ngừa Covid-19 đợt 4 ưu tiên Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Mỹ ưu tiên tạo vắc xin Covid-19 cho Đông Nam Á. Thế giới đã tiêm 2 tỷ liều vaccine COVID-19 Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin COVID-19 sáng ngày 4 tháng 6 của DKN TV. Tiếp sau đây là các nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều ngày 3 tháng 6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) thông tin theo 12 trường hợp có kết quả xét nghiệm ncov dương tính, có hai trường hợp đang điều tra xác minh nguồn lây. Một người cư trú tại quận Bình Tân làm việc tại bệnh viện đa khoa Nam Sài Gòn, người còn lại cư trú tại thành phố Thủ Đức đi khám bệnh tại bệnh viện Đức Khang. Như vậy, trong ngày hôm qua ngày 3 tháng 6, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận tổng cộng 30 trường hợp dương tính. Liên quan đến các ca bệnh nói trên, thành phố đã lấy 299.157 mẫu xét nghiệm để giám sát, ghi nhận 108.226 mẫu có kết quả âm tính, 186.690 mẫu đang chờ kết quả. HCDC cho biết, hiện thành phố đã triển khai các biện pháp truy vết, khoanh vùng, dập dịch, lấy mẫu xét nghiệm khẩn khi nhận thông tin các ca mắc mới. Ngành y tế cũng mở rộng giám sát các hộ gia đình, các khu vực xung quanh nơi ca mắc mới cư trú hoặc làm việc. HCDC khuyến cáo Hiện nay dịch bệnh tại thành phố đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhưng người dân không nên hoang mang lo lắng. Thay vào đó, người dân cần tuân thủ quy tắc 5K của Bộ Y tế và thành thật khai báo y tế để giúp thành phố nhanh chóng chặn đứt các chuỗi lây nhiễm. Tối ngày 3 tháng 6, Bộ Y tế Việt Nam cho biết đã ghi nhận 91 ca dương tính, bao gồm 79 ca trong nước. Đây là ngày thứ 10 liên tiếp số ca trong nước hàng ngày trên 200 ca. Các ca nhiễm tối ngày 3 tháng 6 ghi nhận tại Bắc Giang 58 ca. Bắc Ninh 10 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 11 ca và 12 ca nhập cảnh. Như vậy tính cả ngày 3 tháng 6, Việt Nam ghi nhận thêm 250 ca mắc mới, bao gồm 19 ca nhập cảnh được cách ly ngay và 231 ca ghi nhận trong nước chủ yếu ở Bắc Giang, Bắc Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó có 228 ca được phát hiện trong khu đã được cách ly hoặc phong tỏa. Tính đến nay, Việt Nam có 8.063 ca nhiễm COVID-19, đang điều trị là 4.925 ca bệnh. Số ca phục hồi là 3.085, tử vong là 49 ca. Chiều tối ngày 3 tháng 6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội có báo cáo nhanh về một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại quận Hà Đông. Qua quá trình điều tra dịch tễ, ngành y tế xác định đây là người về từ thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân là nam sinh năm 1982, có địa chỉ tại P2103 Hemisco Sala, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội. Ngày 26 tháng 5, Bệnh nhân bay từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh và ở tại khách sạn Harmony, số 32 đến 34 Bùi Thị Xuân, quận 1. Trong thời gian lưu trú tại thành phố Hồ Chí Minh, bệnh nhân có đến làm việc tại công ty cổ phần bất động sản Sen Group, địa chỉ 326 Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, quận 1. Hiện tại công ty này đã xác định được 3 F0. Khoảng 20 giờ ngày 30 tháng 5, bệnh nhân về Hà Nội trên chuyến bay VN220, số ghế 35G. Hạ cánh tại sân bay Nội Bài khoảng 22 giờ 10 phút. Sau khi hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, bệnh nhân nghe được thông tin công ty Sen Group có bệnh nhân nên gọi lái xe riêng đưa về nhà tại tòa Hemisco Sala, từ cách ly tại phòng riêng và khai báo với trạm y tế phường Phúc La, quận Hà Đông. Đến ngày 2 tháng 6, bệnh nhân được trung tâm y tế quận Hà Đông lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả nghi mắc COVID-19. Bệnh viện Đa khoa Hà Đông thực hiện. Mẫu bệnh phẩm sau đó được chuyển lên CDC Hà Nội xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính. Sơ bộ điều tra được 6 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân, bao gồm 5 người trong gia đình và một lái xe. Hiện tại, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cùng với Trung tâm Y tế quận Hà Đông đang tiếp tục xác minh các trường hợp tiếp xúc gần để lấy mẫu xét nghiệm và cách ly. Sau vụ việc, ngành y tế Hà Nội đã thông báo tìm người trên địa bàn Hà Nội đã đi trên chuyến bay VN220 ngày 30 tháng 5 từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội, hạ cánh tại sân bay Nội Bài vào khoảng 22 giờ 10 phút Đặc biệt là hành khách ngồi trên hàng ghế từ 33 đến 37. Ngay trong tối ngày 3 tháng 6, Ủy ban nhân dân phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã phong tỏa tạm thời tòa Park 7, Park Hill, khu đô thị Tham City để truy vết liên quan đến ca dương tính với SARS-CoV-2. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Mai Động cho biết, trường hợp này đã được cách ly tập trung từ ngày 24 tháng 5, đến nay đã có kết quả xét nghiệm dương tính. Ngày 24 tháng 5, kết quả xét nghiệm của người này là âm tính. Tuy nhiên ngày 3 tháng 6, khi xét nghiệm lại thì người này dương tính, vị lãnh đạo thông tin. Theo thông báo của Ủy ban nhân dân phường Mai Động, lúc 18 giờ 30 ngày 3 tháng 6, phường Mai Động nhận được thông tin về ca bệnh dương tính, sinh sống tại tòa Park 7 đã được cách ly y tế trước đó. Để chủ động trong công tác kiểm soát, phòng chống lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Mai Động yêu cầu toàn thể cư dân sinh sống tại tòa nhà Park 7 không ra khỏi nhà từ 18 giờ 30 ngày 3 tháng 6 đến khi có thông báo mới. Riêng cư dân ở tầng 20 Park 7 ở trong nhà, không rời khỏi tầng 20 để đợi lấy mẫu xét nghiệm. Trạm y tế phường phối hợp với công an phường khẩn trương tổ chức truy vết, xác định ngay các trường hợp F1, F2 và các F liên quan đến ca bệnh này để lấy mẫu xét nghiệm, cách ly y tế theo quy định. Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường vừa ký quyết định phân bổ vaccine ngừa COVID-19 đợt 4, trong đó ưu tiên Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Bộ Y tế phân bổ cho Bắc Ninh và Bắc Giang mỗi nơi 50.000 liều, kế đến là Hà Nội, Hải Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Cần Thơ, Nghệ An, Hải Phòng. Bộ Y tế yêu cầu đợt vaccine này sẽ tiêm chủng cho các cơ quan chính phủ, tập đoàn, tổng công ty, tổ chức quốc tế trên địa bàn và tiêm cho đối tượng nguy cơ là công nhân khu công nghiệp, khu chế xuất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trước đó, Bộ Y tế đã phân bổ 3 đợt vaccine. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, trong thời gian từ nay đến hết tháng 7, các nhà cung ứng vaccine cam kết cung cấp thêm 5 triệu liều cho Việt Nam. Hết tháng 7, Việt Nam mới có đủ vaccine cho gần 10% dân số tính từ tháng 3 năm 2021 đến nay mới có trên 1,3 triệu người được tiêm, trong khi nhu cầu năm 2021 là 75 triệu người. Mỹ sẽ dành tặng 80 triệu liều vaccine COVID-19 cho toàn thế giới, ưu tiên các nước Đông Nam Á, Nam Á, Mỹ Latin, Caribbean và Châu Phi. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 3 tháng 6 đã công bố kế hoạch phân phối 80 triệu liều vaccine COVID-19 đầu tiên trên toàn cầu trong đó 75% sẽ được phân phối thông qua chương trình chia sẻ vaccine COVAX do Tổ chức Y tế Thế giới WHO dẫn đầu. Chúng tôi chia sẻ những liều vaccine này không phải để đổi lấy đặc ân hay nhượng bộ. Chúng tôi chia sẻ vaccine để cứu người và dẫn đầu thế giới trong nỗ lực chấm dứt đại dịch bằng sức mạnh tấm gương của chúng tôi cũng như các giá trị của chúng tôi, Biden cho hay. Theo Nhà Trắng, đối với vaccine được chia sẻ thông qua chương trình COVAX, Washington sẽ ưu tiên các nước ở Đông Nam Á, Nam Á, Mỹ Latin và Caribbean. Mỹ công bố kế hoạch chia sẻ 80 triệu liều vaccine COVID-19 vào giữa tháng trước, bao gồm 20 triệu liều Moderna, Pfizer và Johnson Johnson. Ba loại được cấp phép sử dụng ở Mỹ, cùng với 60 triệu liều AstraZeneca mà Washington công bố chia sẻ với các nước trước đó. Số vaccine chia sẻ lần này chiếm tới 15% sản lượng vaccine của Mỹ cho đến cuối tháng 6. Điều phối viên COVID-19 Nhà Trắng Jeff Jens sẽ phụ trách nỗ lực chia sẻ vaccine của Mỹ với toàn cầu. Đất nước chúng tôi sẽ trở thành kho vaccine cho phần còn lại của thế giới, Biden nói vào hôm 17 tháng 5. Chúng tôi sẽ chia sẻ vaccine để chấm dứt đại dịch ở khắp mọi nơi. Chúng tôi sẽ không sử dụng vaccine để dành ủng hộ từ các nước khác. Hơn 2 tỷ liều vaccine COVID-19 đã được tiêm trên khắp thế giới. 6 tháng sau khi chiến dịch tiêm chủng đầu tiên chống COVID-19 bắt đầu. Ít nhất hơn 2,1 tỷ liều vaccine COVID-19 đã được tiêm ở 215 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo số liệu do AFP có được từ các nguồn chính thức, Israel, quốc gia dẫn đầu cuộc đua tiêm chủng ngay từ đầu, vẫn xếp thứ nhất thế giới, với tỷ lệ gần 6 trên 10 người dân được tiêm chủng đầy đủ. Tiếp đó là Canada, với 59% dân số đã được tiêm ít nhất một mũi, Anh với 58,3%, Chile với 56,6% và Mỹ với 51% cứ 6 trên 10 mũi tiêm được thực hiện ở 3 quốc gia đông dân nhất thế giới. Trung Quốc với 704,8 triệu liều, Mỹ với 296,9 triệu liều và Ấn Độ với 221 triệu liều. Trung Quốc là quốc gia đầu tiên ghi nhận đợt bùng phát dịch bệnh, trong khi Mỹ và Ấn Độ hiện là hai vùng dịch lớn nhất thế giới. Cứ 4 trên 10 người ở Liên minh châu Âu EU đã được tiêm ít nhất một liều, trong đó Đức dẫn đầu với 43,6%, tiếp theo là Italia với 40%. Pháp và Tây Ban Nha với 39,4%. Trung Quốc dẫn đầu nhóm quốc gia tiêm chủng nhanh nhất tuần qua khi tiêm cho 1,37% dân số mỗi ngày. Bahrain và Uruguay tiêm được khoảng 1% dân số mỗi ngày, trong khi Đức dẫn đầu nhóm EU. Dù bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, tốc độ tiêm chủng ở Ấn Độ và Brazil chậm hơn nhiều, lần lượt là 0,19% và 0,29%. Trên thực tế, vẫn có sự không cân xứng rất lớn về tiêm vaccine chỉ 2,5 liều trên 100 người ở châu Phi so với 87 trên 100 ở Mỹ, Canada và 47 trên 100 ở châu Âu. Các quốc gia nghèo nhất thế giới mới tiêm được 0,3% số mũi, trong khi các quốc gia giàu nhất chiếm 4 trên 10 tổng số mũi tiêm, dù chỉ chiếm 16% dân số toàn cầu. AstraZeneca là loại vaccine được sử dụng rộng rãi nhất, với 170 trong số 215 quốc gia triển khai tiêm chủng. Tiếp theo là Pfizer, đang được sử dụng ở ít nhất 97 quốc gia. Moderna ở ít nhất 46 quốc gia, Sinopharm ở 45 quốc gia, Sputnik V ở 40 và Johnson Johnson ở 29 quốc gia. AstraZeneca là loại vaccine chính trong chương trình chia sẻ COVAX cho các nước nghèo hơn, trong khi Pfizer và Moderna vốn khó bảo quản hơn dành cho các nước giàu hơn. Giống như Sputnik V của Nga, vaccine Trung Quốc do Sinopharm và Sinovac phát triển được hầu hết quốc gia mới nổi hoặc đang phát triển sử dụng thông qua chương trình ngoại giao vaccine của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chỉ 6 quốc gia trên thế giới chưa bắt đầu tiêm chủng, bao gồm Triều Tiên, Haiti, Tanzania, Chad, Burundi và Eritrea. Thế giới đã ghi nhận 172 triệu 478.958 ca nhiễm và 3 triệu 708.029 ca tử vong, trong khi có 155 triệu 132.939 người đã bình phục, theo trang thống kê thời gian thực Worldometers. Thưa quý vị, bản tin Covid-19 sáng ngày 4 tháng 6 của DKN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị mọi điều tốt lành. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.